Xin chào cả nhà, chào các cô chú anh chị đã đến với kênh cô Diễm. Thì hôm nay Diễm sẽ nấu cơm Việt ăn nha cả nhà. Đây là đang nấu cơm đây. Bên này nấu là không có nồi cơm điện nấu nha cả nhà. Phải nấu nồi cơm bằng bếp ga vậy nè. Rồi canh lửa cũng chết luôn vậy đó. Bữa nay thì Diễm sẽ nấu cơm Việt. Diễm sẽ làm canh cải cúc. Canh cải cúc thịt bằm nha. Cái này thịt bằm Diễm có nêm trong này nước mắm, đường, bột ngọt rồi nè cả nhà. Với nay mình làm thịt kho nha. Giờ mình cho tỏi vô nha cả nhà. Bỏ nước mắm vô cho nó thơm nồng nàn bát ngát luôn. Cho về ông chồng cũng la làng la sớm luôn cả nhà. Thơm nồng nàn luôn. Cái nồi nước này nó sôi rồi, giờ mình sẽ bỏ thịt vô. Này là cái cải bẹ dưa hôm bữa mà mình đi nhổ về mình nhận cả nhà. Bữa nay là rất là ngon rồi nha. Rất là ngon và rất là thơm luôn. Khổ ghê luôn vậy đó. Ở bên Việt Nam ấy, người ta ăn cải làm dưa là người ta ăn cái bẹ cải hoặc là cái bắp cải làm dưa thôi. Còn mình á là mình hái lá về mình nhận luôn nè cả nhà. Nay là mình vớt ra mình chấm với thịt kho ăn luôn. Mình hái cái lá xong à, nhưng mà nhận rồi ăn cũng ngon quá trời luôn á cả nhà. Ngon quá à. Cái chua vừa tới. Hôm nay mình lấy ra mình trộn tỏi, chấm nước thịt kho ăn. Giờ mình sẽ bỏ rau vô trong cái nồi canh này. Nồi kho này cũng được rồi cả nhà. Mình bỏ hành tây vô với mình đắp tiêu vô. Bữa cơm ngày hôm nay là nấu xong rồi nè cả nhà. Canh thịt kho, cơm. Giờ là dọn ra ăn thôi. Lâu lắm mới được ăn cơm Việt luôn á cả nhà. Nay là nấu một bữa cơm thuần Việt luôn hen. Giờ thì mời cả nhà ăn cơm cùng với Diễm nha. Thì hôm nay thì Diễm có nấu canh cải cúc thịt bằm nè, thịt kho tiêu. Này là cải bẹ dưa, cải làm dưa. Đây là cải xà lách ha. Giờ thì mời cả nhà cùng ăn cơm với Diễm nha. Uống nước trước đã. Nấu xong rồi được quá trời luôn. Mời cả nhà cùng ăn cơm với Diễm nha. Ăn miếng cải.
ơi. Thầy cả nhà biết sao không? Lâu dữ lắm rồi không có ăn cá làm dưa cả nhà. Được rồi, về Việt Nam cũng đâu có ăn đâu, thèm cá làm dưa lắm luôn mà không có ăn. Ngon quá trời luôn á nhờ. Lâu thiệt lâu mới nó không có cầm việc ăn luôn á. Ngày mình kho thịt, kho nước mắm. Giờ là nguyên nhà nó thơm nồng nàn mùi nước mắm luôn rồi nha cả nhà. Lát mở hết mấy cái cửa sổ này ra cho nó bay mùi ra để hôm chồng mình không về cũng lên làng ở sớm sớm nhà cái mùi gì quá trời mùi nước mắm. Cái bè dưa này nè mình trồng nó không có tốt quá nha, làm như nó bị già ngày tháng, cái nó không có ra cái bẹ bự, cái ra lá cái xong có tế bông, nó không ra bẹ bự hoặc là bắp gì giống như mình trồng cải mà dưa người ta trồng tết á, cải bự lắm chứ mình trồng đây sao mà nó nhỏ xíu xíu cái nó ra bông rồi không hiểu nổi. Nhưng mà mình hái về mình làm dưa ăn cũng ngon lắm nha. Nay toàn là ăn rau nhiều. Lâu lâu ăn bữa cơm gì vậy? Ngon gớt nước mắt luôn cả nhà. Nhiều khi thấy ngộ lắm cả nhà. Nhiều khi thèm cơm Việt quá trời quá đất luôn, thèm đủ thứ món trên đời hết trơn nha. Xong rồi cái bữa nào làm được món này món kia ăn no cành không một bữa là không có còn thèm món gì nữa hết. Cái lâu lâu có thèm lại nữa.
Bả vừa khổ ghê luôn. Nó chân dĩa vừa cải luôn rồi cả nhà. Thèm quá trời đất. Gắn sữa cho hết tổ canh luôn để bỏ ổn. Ngon quá trời luôn cả nhà ơi. Bữa nay lâu lâu nấu bữa cơm Việt ăn ngon quá trời và đất luôn cả nhà. Ngon mà muốn rớt nước mắt luôn. Nhớ cơm Việt quá trời luôn. Và cái clip ngày hôm nay của mình thì cũng xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi nha. Và hẹn gặp lại cả nhà những cái clip lần sau. Xin chào tạm biệt.